Sáng nay, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ban công tác đặc biệt các tỉnh Nghệ An và Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sùm Bun đã làm lễ bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sùm Bun về nước an táng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban công tác đặc biệt, trưởng đoàn. Đồng chí Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban công tác đặc biệt, Phó trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn. Phía nước bạn Lào có đồng chí Sĩ Vị Lây, Sẻng Cha Lơn, Phó tỉnh trưởng, trưởng Ban công tác đặc biệt cùng các đồng chí trong đoàn. Tham dự buổi lễ còn có nhân dân các bộ tộc Lào anh em, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và bà con Việt Kiều hiện đang sinh sống làm việc tại tỉnh Siêng Khoảng. Tại lễ tiếp nhận, trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn công tác tỉnh Nghệ An và phía bạn Lào đã kính cẩn dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ sự tiếc thương, lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả. Đặc biệt tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch, trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn. Về phía tỉnh Siêng Khoảng có đồng chí Thiếu tướng Hàn Thong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng các đồng chí trong đoàn đến dâng nén hương thơm, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn những người hy sinh máu của các liệt sĩ, cầu mong hương hồn các liệt sĩ được siêu thoát nơi suối vàng, phù hộ độ trì cho hai nước Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, và các đồng chí trong đoàn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình. Phút mặc niệm bắt đầu. Mùa khô năm 2021-2022, đội quy tập phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn gian khổ tìm kiếm, cất bốc được 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ trường kỳ gian khổ, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, với tinh thần quốc tế vô sản, những chiến sĩ tình nguyện tiên phong làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào đã chiến đấu vì nền độc lập tự do của nhân dân các bộ tộc Lào. Đảng, nhà nước và nhân dân rất đỗi tự hào về các anh. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng Tổ quốc và nhân dân vẫn không bao giờ quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ trẻ hai nước Lào-Việt luôn ý thức được mình sinh ra, lớn lên trong cảnh thanh bình của đất nước, được tắm mình trong ánh nắng chan hòa đầy hứa hẹn của dân tộc. Nhưng may mắn ấy không phải là ngẫu nhiên, mà nó được đánh đổi bằng xương, bằng máu, bằng sự hy sinh mất mát của biết bao thế hệ cha chú đi trước. Lễ truy điệu và lễ cầu siêu được tổ chức theo phong tục tập quán của người dân địa phương. Sau bao năm nằm lại trên đất bạn, các anh được trở về với Tổ quốc, để lại cho đồng bào, nhân dân địa phương sự tiếc thương, xúc động,